gọi tên mình. Cái đó là cái mà mình vui. Vì cứ hệ cái lớp đó mà còn thương mình thì mình còn sống thêm được 10 năm nữa. Chúng ta 30 năm. Thì là cũng vui. Còn mấy ông bà, anh chị thì cũng rất là nhiều. Nói chung là em cũng cảm ơn, giống như là trước là cảm ơn ơn trên tổ nghiệp.